Tiếp nối một ý kiến của đồng mạng hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị phê phán của tác giả Lê Tiến đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 30 tháng 11 về sự tệ hại, nghiêm trọng của báo chí Cộng sản và giới showbiz tại Việt Nam. Mời quý vị cùng chia sẻ. Đây là điều lạ nhất của báo chí về giới showbiz Việt. Ngày 17 tháng 10 của năm 2019, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Lê Hải An đã qua đời do cú ngã bất thường từ lan can tầng 8. Tòa nhà thuộc trụ sở Bộ Giáo dục Đào tạo thì chẳng thấy báo chí, nó viết có thằng nghệ sĩ nào thương tiếc. Trấn Thành cũng chẳng thấy khóc. Vụ tiến sĩ luật sư Bùi Quang Tính, 45 tuổi, giảng viên trường Đại học Ngân hàng Thành Hồ, quận Bình Thạnh, Thành Hồ, tự vong khi rơi từ tầng 14 tại chung cư New Sài Gòn, huyện Nhà Bè, Thành Hồ cũng bất thường, không kém vụ Thứ trưởng An. Đặc biệt, trong hoàn cảnh cúng tàu, hoành hành tại Việt Nam đã cướp đi sinh mạng của hơn 24.000 người dân vô tội, đau thương, mất mát đến hàng triệu gia đình Việt. Thế mà chẳng thấy Trấn Thành thương khóc lấy một giọt nước mắt, chẳng thấy cô vợ hạng của anh ta bỏ ăn. Nhưng chỉ một chú mèo chết do rớt từ tầng lầu 32 xuống đất, thì anh ta lại khóc như cha mẹ chết. Đặc biệt cô vợ hạng thì mang di chứng nặng nề, dẫn đến câm không nói chuyện với ai cả và bỏ ăn luôn. Còn hơn 800 tờ báo không thấy tờ nào dám viết một bài. Phóng sự điều tra về những cái chết bất thường của các giáo sư, tiến sĩ. Vậy mà chỉ một chú mèo của Trấn Thành chết. Ta chỉ chọc ông Google một cái, nó ra hàng chục tờ báo viết về một giọt nước mắt của Trấn Thành và di chứng câm của Harry Wong. Thật là tội nghiệp cho cặp đôi showbiz này khi mèo cưng qua đời. Có lẽ vì chú mèo rơi từ tầng cao hơn tầng mà các giáo sư tiến sĩ rơi, nên vợ chồng Trấn Thành mới đau khổ như vậy. Còn các giáo sư tiến sĩ rơi ở tầng thấp hơn và người dân chết vì cúng tàu thì ở mặt đất, nên không có gì quan trọng với cặp đôi showbiz, cũng như cái bọn báo đĩ, báo đời, báo bô này.